Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Zaniolo muốn trở lại AS Rome. Thương vụ khiến MU phẫn nộ với đối tác La Liga. Milan chiêu mộ tiền đạo PSG để thay thế Giroud. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. MU gửi đề nghị ký hàng Hoát Nam Mỹ. Quỷ đỏ đã để mắt tới cầu thủ 18 tuổi trong vài tháng qua và gần đây đã theo dõi anh thi đấu ở Copa Argentina. An Semino cho biết sau trận đấu rằng anh đang tập trung vào việc giành các danh hiệu cùng Boca Juniors. Tuy nhiên, điều này không ngăn được những đồn đoán về việc anh sẽ rời câu lạc bộ. Tờ Ole của Argentina tuyên bố rằng MU bắt đầu đẩy mạnh thương vụ trong vài giờ qua để cố gắng giành được chữ ký của An Semino. Người ta nói thêm rằng Quỷ đỏ có thể sớm đưa ra lời đề nghị cụ thể. Cầu thủ tuổi tin hiện có điều khoản giải phóng trị giá 20 triệu euro trong hợp đồng. Cầu thủ có sở trường đá trung vệ và gần đây gây ấn tượng mạnh trong trận đấu ở Copa Argentina với Central. Anh đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần 88%. Ngoài ra, An Semino giành chiến thắng 100% trong các pha tranh chấp tay đôi, cùng với 3 pha cản phá, 2 pha tắc bóng và 2 lần đánh chặn. An Semino cũng được nhiều câu lạc bộ ở châu Âu theo đuổi. Do đó, MU muốn sớm hành động ở thương vụ này. Milan chiêu mộ tiền đạo PSG để thay thế Giroud. Với việc Giroud rời đi, AC Milan cần người thay thế. Họ đang xem xét về trường hợp của Goncalo Ramos, nhưng sẽ cần thuyết phục được PSG. Có thông tin rằng Giroud đã đồng ý một hợp đồng 18 tháng với câu lạc bộ Los Angeles. Vì vậy, AC Milan phải tăng cường tìm kiếm một tiền đạo, chủ đề vốn đã đi vào ngõ cụt vào mùa hè năm ngoái. Một số lựa chọn đã được đề cập, bao gồm cả Victor, nhưng anh có giá quá đắt và Milan không thể cạnh tranh về mặt tài chính với những đội bóng như Arsenal. Một trong những ứng cử viên là Ramos, tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ tròn 23 tuổi vào tháng 6. PSG đã trả 65 triệu euro để mua cầu thủ này từ Benfica vào tháng 1 sau thời gian cho mượn ban đầu. Anh đã đóng góp 9 bàn sau 30 lần ra sân thi đấu cho đến nay. Vì vậy, Milan sẽ tốn ít nhất 50 triệu euro và một khoản lương không nhỏ để đưa Ramos đến San Siro, thứ một lần nữa nằm ngoài khả năng của họ. Thương vụ khiến MU phẫn nộ với đối tác La Liga. Hani Bôn chỉ ra sân 5 trận ở Premier League dưới thời Erik ten Hag trong nửa đầu mùa giải. Sau đó, anh hoàn tất thương vụ cho mượn vào tháng 1 tới Sevilla với hy vọng có được thời gian thi đấu thường xuyên ở một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng Hani Bôn mới chỉ ra sân 4 lần ở La Liga, tổng cộng chỉ 89 phút. Cầu thủ 21 tuổi này được cho là đã dính líu đến một vụ ẩu đả trên sân tập không lâu sau khi gia nhập. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, MU tức giận. Việc Hani Bôn thiếu thời gian thi đấu trầm trọng ở Sevilla khiến ban lãnh đạo Old Trafford không hài lòng, đặc biệt là khi cầu thủ trẻ này thay vào đó có thể đã gia nhập một số câu lạc bộ Anh vào tháng riêng. Zaniolo muốn trở lại AS Rome. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023, Nicolò Zaniolo rời AS Rome để chuyển tới Galatasaray với mức giá 15 triệu euro. Đến tháng 8 năm 2023, cầu thủ người Italia được đem cho mượn đến Aston Villa với thời hạn kéo dài đến hết mùa giải. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với tờ Dello Sport, Nicolò Zaniolo đã bày tỏ mong muốn được trở lại quê nhà thi đấu. Tôi muốn được trở lại Serie A. Tôi nhớ Italia. AS Rome luôn nằm trong trái tim tôi. Ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang dành sự tập trung cho Aston Villa. Còn sau khi mùa giải khép lại, Galatasaray sẽ là đội quyết định tương lai của tôi. Toni Kroos ra quyết định với Real Madrid. Hợp đồng giữa Toni Kroos và Real Madrid sẽ đáo hạn vào tháng sau tới đây. Ban lãnh đạo Los Blancos đã ra sức thuyết phục tiền vệ người Đức gia hạn nhiều tháng nay và theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, những nỗ lực ấy đã thành công. Cụ thể, Toni Kroos sẽ sớm đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm một năm với đội chủ sân Santiago Bernabeu. Như vậy, tiền vệ người Đức sẽ ở lại Real Madrid đến hết tháng 6 năm 2025. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, thông báo chính thức sẽ sớm được các bên công bố trong ít ngày tới. Giroud sắp trở thành đối thủ của Messi. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Los Angeles đã gửi lời đề nghị đến Giroud nhằm thuyết phục tiền đạo người Pháp gia nhập đội bóng sau khi mùa giải này khép lại. Về phía Giroud, hợp đồng của anh với AC Milan sẽ kết thúc vào tháng 6 tới đây. Tiền đạo sinh năm 1986 tỏ ra khá hứng thú với viễn cảnh chuyển đến Mỹ chơi bóng và đã chấp nhận lời đề nghị của Los Angeles. Liverpool chấp nhận đổi Agnon lấy trụ cột Real. Florentino Perez đang tìm cách xây dựng nên giải ngân hà thế hệ mới tại Real Madrid. Sau khi đưa về Bellingham, chủ tịch Los Blancos dự định sẽ bổ sung thêm những vệ tinh chất lượng khác để giúp câu lạc bộ thống trị trời Âu. Đã có những nguồn tin cho rằng Real đã thỏa thuận chiêu mộ Mbappe vào hè này. Bên cạnh đó, họ cũng muốn nâng cấp vị trí hậu vệ phải thông qua việc tiếp cận Alexander Arnold bên phía Liverpool. Cầu thủ người Anh hiện chỉ còn hợp đồng đến năm 2025 với Thai Cúp. Do đó, Real sẽ tìm cách tận dụng cơ hội để thuyết phục anh chuyển đến Bernabeu vào hè này. Về phía Liverpool, theo nguồn tin từ Defensa Central, dù cho Arnold đang đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch câu lạc bộ, tuy nhiên đại diện xứ sở sương mù sẵn sàng thực hiện một vụ hoán đổi nếu Real đồng ý sử dụng Rodrigo như một phần thỏa thuận. Thế cũng đang tìm kiếm phương án thay thế Salah trong bối cảnh cầu thủ người Ai Cập đã 31 tuổi và ngày càng nhận về nhiều sự quan tâm từ các đội bóng Ả Rập. Vì vậy,
Rodrigo sẽ là cái tên phù hợp với mục tiêu của họ. Vitor Roque quyết trụ lại Barcelona. Kể từ khi gia nhập Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đến nay, Vitor Roque thường xuyên phải làm bạn với ghế dự bị và mới chỉ ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn gần đây, người đại diện của tiền đạo sinh năm 2005 là André Curie khẳng định thân chủ của mình sẽ không ra đi theo dạng cho mượn. Thay vào đó, Vitor Roque sẽ cố gắng có thêm nhiều thời gian thi đấu tại Barcelona. Cụ thể, André Curie phát biểu, có không ít đội bóng sẵn sàng trả đến 50 triệu euro để mua đứt Vitor Roque từ Barcelona. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ không chuyển đi đâu hết, dù là theo dạng cho mượn. Vitor Roque muốn thành công tại Barcelona. Cậu ấy đang hạnh phúc, cảm thấy tuyệt vời cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi biết huấn luyện viên Xavi đánh giá cao Vitor Roque. Vấn đề đơn giản chỉ là cậu ấy cần thêm thời gian để chứng minh thực lực mà thôi. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Luis Díaz sẽ chia tay Liverpool. Trong cuộc phỏng vấn với Cadenaser, bố của Luis Díaz là Mane Díaz đã chia sẻ rằng ông muốn con trai chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu. Khi Luis Díaz định rời Porto, tôi biết có không ít đội bóng muốn chữ ký của nó. Trong đó, Liverpool là đội nghiêm túc nhất và họ có một kế hoạch rõ ràng dành cho Luis Díaz. Nhưng thực tế, tôi mong sau này nó sẽ đến Tây Ban Nha thi đấu. Falcao, Rodriguez đều đã chơi bóng tại La Liga. Luis Díaz đang thi đấu tốt và tôi tin các đội bóng lớn tại Tây Ban Nha vẫn đang theo dõi con trai mình. Arsenal không mặn mà sát thủ và cờ đến tay MU. MU sẽ tìm kiếm một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, hòng tăng thêm sự cạnh tranh cho Rasmus Højlund. Và không ngạc nhiên khi họ hướng mắt đến Ivan Toney. Tiền đạo này có thể trở thành một trong những chữ ký được săn đón bậc nhất trong mùa hè khi anh sắp bước vào 12 tháng cuối hợp đồng. Một loạt câu lạc bộ đã thể hiện sự quan tâm đến tuyển thủ Anh, người mới đây đã ghi bàn cho Tam Sư trong trận đấu gặp Bỉ. West Ham gần đây được cho là có một động thái táo bạo và bây giờ MU đã vào cuộc. MU dưới sự chỉ đạo của tỷ phú đang có ý định tăng cường hàng công và mong muốn mang về một tiền đạo mới. Sau những thông tin cho rằng Arsenal đã hạ nhiệt sự quan tâm, Toney hy vọng sẽ có thêm một số lựa chọn trên bàn đàm phán. Việc MU tham gia cuộc đua chắc chắn sẽ khiến cầu thủ 28 tuổi mừng thầm, mặc dù anh cũng sẽ có cơ hội ở lại London. Chelsea và Tottenham là những người được hưởng lợi chính từ việc Arsenal không còn mặn mà. Arsenal nhận báo giá Martin Zubimendi. Martin Zubimendi nổi lên như một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất xét ở độ tuổi của mình. Cầu thủ người Tây Ban Nha trưởng thành và phát triển sự nghiệp tại Real Sociedad. Dù không sở hữu thể hình lý tưởng nhưng bù lại, anh vượt trội hơn những tiền vệ khác nhờ khả năng đọc tình huống và nhãn quan chiến thuật. Chính vì lẽ đó, Zubimendi đã trở thành cái tên được nhiều đội bóng lớn săn đón. Tuy nhiên, theo Fichaje, mọi thứ sẽ không hề đơn giản bởi Sociedad vẫn muốn giữ chân Zubimendi. Đại diện Tây Ban Nha chỉ sẵn sàng nhả người nếu nhận về 60 triệu euro, tương đương điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này. Gạt Toney, Arsenal xác định tiền đạo ưu tiên. Arsenal đã xác định tiền đạo là vị trí mà họ sẽ ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Nhiều chân sút đẳng cấp đã được liên kết với pháo thủ, nổi bật là Victor của Sporting Lisbon. Phóng viên Alexor tuyên bố, Victor đã dẫn trước Ivan Toney trong danh sách mua sắm của Arsenal, một phần là nhờ tuổi tác. Trong khi đó, phóng viên Tom Kenton của Football London báo cáo rằng Arsenal đang theo dõi Victor chặt chẽ và rất muốn chiêu mộ anh ấy, mặc dù tiền đạo người Thụy Điển không phải là cầu thủ duy nhất mà họ quan tâm. Mục tiêu trong mơ bật đèn xanh cho Barca. Barcelona sẽ tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự mới vào mùa hè này khi Romeo không thể nào khỏa lấp khoảng trống Busquets để lại. Thời gian qua, huấn luyện viên Xavi thường sử dụng Christensen cho vai trò này, nhưng các khổng lồ xứ Catalan muốn có một sự lựa chọn bền vững và mang tính chuyên môn cao hơn ở mùa giải tới. Theo nhiều nguồn tin, Barca đã để mắt đến tiền vệ Lobotka bên phía Napoli. Được biết, giám đốc thể thao Deco cũng bắt đầu tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Lobotka. Chelsea chiêu mộ thủ môn làm nản lòng tuyển Anh. Sau khi chia tay Mendy và đẩy Kepa sang Real Madrid theo dạng cho mượn, Chelsea đã chiêu mộ Sanchez từ Brighton để giải quyết vấn đề nơi vị trí thủ môn. Ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu ở mức tròn vai kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge. Tuy nhiên, Ten Hag muốn tìm kiếm một thủ thành uy tín hơn và có thể gắn bó lâu dài cùng kế hoạch phát triển câu lạc bộ. Chính vì lẽ đó, họ đã lên kế hoạch chiêu mộ thêm người gác đền vào hè này. Tờ Quay tiết lộ rằng Ten Hag đang để mắt đến ngôi sao Bento. Thủ thành 24 tuổi nổi lên ở giải vô địch quốc gia Brazil, mới đây anh cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi đại diện cho đội tuyển quốc gia đối đầu tuyển Anh trận đấu mà Bento đã giữ sạch lưới. Được biết, đội chủ quản từng từ chối lời đề nghị trị giá 15 triệu euro cho ngôi sao của họ. Và trong bối cảnh Chelsea cũng như những đội bóng hàng đầu khác như Inter Milan hay Benfica đều nhắm đến Bento, đội bóng xứ Samba có thể sẽ yêu cầu một mức phí lớn hơn nhiều. Alonso chọn Liverpool. Theo phát thanh viên Richard Keys, Liverpool đã đạt được thỏa thuận để Xabi Alonso thay thế Jurgen Klopp. Keys viết như sau: "Như tôi luôn nói khi chia sẻ những tin tức như thế này, những giao dịch lớn có thể gặp trục trặc, nhưng theo thông tin chính xác của tôi là Alonso đã quyết định chọn Liverpool." Inter Miami có biến.
Lionel Messi được cho là đã yêu cầu đồng đội cũ huyền thoại ở Barcelona là Xavi Hernandez thay thế Tata Martino làm huấn luyện viên trưởng tại Inter Miami. Neymar về Barca. Chân sút vĩ đại nhất tuyển Brazil Neymar được cho là sắp trở lại khoác áo đội bóng cũ Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 này. Chelsea thay Todd Boehly. Theo tiết lộ từ The Mirror, Chelsea có thể sẽ thay ông chủ câu lạc bộ Todd Boehly bằng một cổ đông mới theo quy định của hội đồng chủ tịch, thời gian ít nhất là sau 3 năm nữa. Thỏa thuận nói trên quy định rằng các chủ sở hữu có thể chuyển giao chức chủ tịch giữa họ 5 năm một lần, nghĩa là Boehly có thể được thay thế vào năm 2027 bằng hai đại diện khác. Inter Miami có biến. Xavi Hernandez, Lionel Messi được cho là đã yêu cầu đồng đội cũ huyền thoại ở Barcelona là Xavi Hernandez thay thế Tata Martino làm huấn luyện viên trưởng tại Inter Miami. Ngoại hạng Anh xong thương vụ lịch sử. Theo thông báo mới đây, vụ đổi chủ của Everton đã được Premier League thông qua với điều kiện sau 6 tháng. Được biết, thỏa thuận mới được phê chuẩn này là do sức ép mà 777 Partners đưa ra với những người đứng đầu giải đấu khi họ dọa sẽ rút hết các khoản đầu tư cho đội bóng vùng Merseyside. Thông báo mua lại cổ phần Everton đã được 5 tháng nhưng các thủ tục pháp lý không được chấp nhận khiến câu lạc bộ gặp khó trong các giao dịch mà ông chủ mới muốn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.